Kia Seltos 2024 có bản turbo mới tại Việt Nam, giá rẻ hơn 50 triệu, bớt Eidos, thêm lựa chọn đấu Yaris Cross. Theo thông tin trên trang chủ, fanpage của Kia Việt Nam cũng như từ phía đại lý, Kia Seltos 2024 nay được bổ sung thêm bản mới. Bản này là Seltos 1.5 lít turbo Luxury, xếp dưới Seltos 1.5 lít turbo GT Line và ngang hàng với bản Seltos 1.5 lít Premium khi xét về giá bán. Giá xe là 749 triệu đồng. Như vậy, sau khi thêm bản mới, Kia Seltos nay có 5 tùy chọn phiên bản. Giá của Seltos bản turbo mới chỉ thấp hơn 16 triệu đồng so với đối thủ Yaris Cross, bản HEV cao cấp nhất, 765 triệu đồng. So với phiên bản GT Line, bản mới này có giá thấp hơn 50 triệu đồng. Đúng như tên gọi, Seltos 1.5 lít turbo Luxury dùng động cơ 1.5 lít tăng áp mạnh nhất của mẫu xe này, tương đương với loại trên bản GT Line. Động cơ này cho công suất 158 mã lực, mô men xoắn 253 Nm, kết hợp hộp số 7 cấp ly hợp kép và hệ dẫn động cầu trước. Những đánh đổi so với bản GT Line cao cấp nhất. Động cơ giống nhau, giá lại thấp hơn 50 triệu đồng, bản Seltos mới được lược bớt trang bị nếu so với bản GT Line. Trong đó, đáng chú ý nhất là gói trang bị Eidos đắt tiền không còn. Ngoài ra, bản này cũng không có ngoại hình thể thao như bản GT Line. Về cơ bản 1.5 lít Turbo Luxury có trang bị gần giống bản 1.5 lít Luxury ngoại trừ động cơ tăng áp giống bản GT Line. Bản này dùng hệ thống chiếu sáng LED, đèn sương mù LED projector, mâm 17 inch phối 2 tông màu. Ở bên trong, màn hình phía sau vô lăng là loại nhỏ, màn hình trung tâm 10,25 inch, điều hòa tự động 2 vùng, ghế lái chỉnh điện. Ngang giá 749 triệu đồng với Seltos 1.5 lít Turbo Luxury là Seltos 1.5 lít Premium. Sự khác biệt lớn của hai bản này là Eidos và động cơ. Động cơ của bản Seltos 1.5 lít Premium là máy 1.5 lít hút khí tự nhiên, công suất 113 mã lực, mô men xoắn 144 Nm, kết hợp số vô cấp và dẫn động cầu trước. Bản Premium có gói Eidos dành cho những ai thích công nghệ an toàn, với những tính năng như hỗ trợ tránh va chạm, hỗ trợ giữ làn đường, ga tự động thích ứng, cảnh báo điểm mù, cảnh báo người lái mất tập trung hay cảnh báo nguy hiểm khi mở cửa.